bài học đắt giá, củ sạc điện thoại phát nổ, công sức gây dựng bao năm tan thành tro. Bao nhiêu công sức ngày tháng làm việc của hai vợ chồng chỉ, trong vòng có 20 phút bị thiêu rụi hoàn toàn. Chẳng thể nói nên lời khi tổ ấm riêng của mình, bỗng chốc biến thành tàn tro như thế này. May mắn là bà ngoại và con trai được bác hàng xóm liều mình cứu ra và an toàn. Tất cả chỉ vì cục sạc mà không phải là đang cắm để sạc điện thoại, chỉ là nó vẫn được cắm trong ổ điện thôi. Nó nổ và cháy lan sang rèm cửa bộ sofa và rồi thiêu rụi cả căn nhà. Có lẽ đây là thói quen của rất nhiều gia đình khi để cố định tại một chỗ, khi cần sử dụng thì chỉ cắm vào điện thoại thôi, nhanh gọn. Đây thật sự là một bài học rất đắt giá. Rất đắt giá với gia đình em. Giả sử nếu mà bị chập nổ vào đêm thì chắc chắn gia đình em không thể sống sót. Vì bị ban ngày nên hàng xóm huy động hết máy rửa xe, rồi xô chậu dập mới có thể cứu hai bà cháu từ tầng 2 xuống được. Thật sự cảm ơn các bác hàng xóm vô cùng. Hy vọng đây cũng sẽ là bài học cho mọi người, đừng chủ quan như nhà em, chỉ tích tắc thôi tất cả những gì vất vả có được mất hết. Trong cái rủi thì cũng thở phào vì may mắn không thiệt hại về con người. Lại làm lại từ hai đầu vậy. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.